Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hôm nay Vin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Wavy, đó chính là ca khúc Bad Alive. Trước khi vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học ngay thôi. Ok, và động tác đầu tiên mình sẽ đẩy ra. 5, 6, đẩy hai tay ra và kéo vào, hất tay lên và 1, 2, 3 chùm chùm. Ok, cái phần tay mình sẽ đẩy xuống như thế này, rồi mình để nguyên tay bên phải và tay bên trái mình sẽ hất ra hai lần, sa sa thung, và hai tay sẽ ôm vô như thế này, thung và up sa sa. Mình lặp lại với bên đây và chùm chùm. Cũng feel, mình cũng sẽ feel hai lần với chân này, sa sa sa. Ok, phần tay mình có thể feel tự do, sa sa sa. Rồi lúc mà lên á thì mình đặt hai tay như thế này. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 5 6 7 8 và 1, hấp hấp chùm chùm, up up qua chắc và phừng, hấp hấp chùm chùm, chân chân hạ xuống, tay đặt lên như thế này, sau đó mình sẽ đặt tay chung chung chung, 3 lần mình phi tự do, chung chung chung. Ok, và sau đó mọi người sẽ lắc cái đầu xuống, hưng hưng hưng. Một lần nữa lặp lại cái này. Ok, rồi mình sẽ đếm lại nha. Ta ta hưng ba a lai a a chung chung hấp hấp hưng. Cha 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 bum bum chum chum hop hop bum cha 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 bum 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 up up. Rồi sau đó mình sẽ bỏ 5 6, bỏ hai nhịp 5 6 7 và 8, và phần tay của mình sẽ để đây như này, phần chân mình sẽ nhảy lên 8 tạ. Ok, đi sẽ làm lại nha. 7 và 8, và sau đó mình sẽ đặt hai tay xuống như thế này, hưng sát hưng sát, kéo hai tay lên như thế này và cha cha hất đầu. Ok, lại hai đi, 1 2 3 4 5 6 trùng trùng hấp. Rồi sau đó mình lặp lại một lần nữa, 2 2 3 4 5 6 7, mình sẽ kéo qua bên phải rồi mình giật tay qua, 1 2 3 4 5 6, 3 lần này mình sẽ feel nè mọi người, feel feel và feel. Sau đó mình sẽ giảm chân phải trái hấp đầu. Ok, đi lặp lại nha. 2 đi, feel feel feel, phải trái hấp đầu. Sau đó mình sẽ lặp lại một lần nữa, bad bad. Ok, và bây giờ mình sẽ đếm lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ cùng ghép lại với tốc độ chậm nha mọi người. 5, 6, 7, 8, hấp và bùm, up, up, chùm, chùm, hấp, hấp, lên và chung, bùm, bùm, chắc chắc, 1, 2, xuống và tay, tay, feel, 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 bùm, 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 tay tay, bỏ hai nhịp, chắc trả lên và ấp ấp, kéo chùm chùm, hấp ấp ấp, hông hông qua, ấp feel feel, chùm chùm hấp, lặp lại, hưng hưng ấp ấp, kéo qua. Ok, rồi 5, 6, 7, 8, boom. Feel, feel. Boom, boom. Feel, feel.
thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc của nhóm Wavy, ca khúc Bad Alive. Thì Vin rất là mong sau video này thì tất cả các bạn sẽ có thể học được vũ đạo của bài này nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Vin. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.